Chào mừng quý vị khán giả đã và đang đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, mỗi năm thì vận trình mỗi khác. Do sự vận động của các thiên tinh cho nên trường khí ảnh hưởng đến từng vị trí, từng con người trên trái đất sẽ khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó đã ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi người chúng ta. Trong tháng 12, những gia chủ tuổi Canh Dần do được quý nhân tương trợ nên những gia chủ tuổi Canh Dần cực kỳ may mắn trong tháng 12 âm lịch. Họ là những người cá tính, mạnh mẽ, thích giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu thương và quý trọng. Có thể nói rằng đến thời điểm này thì nghèo khổ đủ rồi, bước sang tháng 12 là thời điểm bùng phát của quý vị. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ tạo nên những bước đột phá mới trong tháng 12 này quý vị nhé. Và bây giờ thì sẽ là nội dung chi tiết, xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi về vận trình của mình trong tháng 12 âm lịch một cách cụ thể và đầy đủ nhất. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Canh Dần, sinh năm 1950 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh tùng bách mộc, gỗ cây tùng, là người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới lại là người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình. Họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tháng này, người tuổi Canh Dần vận trình không ít bất lợi. Trong tháng này nên làm việc theo kế hoạch, tránh tình trạng tùy hứng hoặc ham vui, khiến cho chi vượt thu, tài sản hao tổn, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sức khỏe. Với những ai còn đi làm, năng lực vững chắc vẫn giúp cho đương số gặt hái được thành quả nhất định, bản mệnh chủ động về tài chính và ít phải dựa dẫm vào con cái. Canh âm kim gặp tân âm kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Canh Dần trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với tuổi Canh Dần trong tháng này, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu hoặc sự nghiệp đang dần rời xa bạn. Nếu bạn vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bạn nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bạn. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với những người vẫn đang tiếp tục công việc, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, bạn đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Canh Dần không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó đều bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. vận tài lộc của tuổi Canh Dần không mấy khởi sắc trong tháng 12 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt đẹp nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp cho bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng cũng cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bản thân tuổi Canh Dần cũng có nhiều gánh nặng trên vai. Có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân, bạn bè chứ không phải cho bản thân mình. Bạn cũng quý trọng tiền bạc nhưng có những chuyện không tiêu pha, không được. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Canh Dần trong tháng 12 âm lịch về sức khỏe không được tốt, nhất là về vấn đề liên quan đến sức khỏe. Cần phải chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Đặc biệt, với những nam gia tuổi Canh Dần cần phải chú ý tới các bệnh nội tiết, đặc biệt là thận. Ngoài việc đi khám tổng thể thì các gia chủ cũng cần phải chú ý đến sinh hoạt hàng ngày. Bia rượu và các chất kích thích cần phải tránh để không tích tụ bệnh lâu dài, ảnh hưởng đến con đường phát triển của cả gia đình. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ Canh Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn bình an cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vận trình tình cảm không được suôn sẻ, dù là nam hay nữ đều dễ lâm vào những tình huống tréo ngoe mà nguyên nhân cũng bởi sự cứng nhắc và nóng nảy của bản thân. Đường số cần phải bình tĩnh, tinh tế và trò chuyện với đối phương nhiều hơn để giải quyết khúc mắc, nếu không thì gia đạo khó bề yên ấm. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Canh Dần sinh năm 1950, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch, Lựu, Mộc. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm, Phong, Kim. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền, Trung, Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn, Đầu, Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng đều dễ có kết quả tốt. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu hoặc trực tiếp liên hệ đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ. Khuyên gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Cho nên, quý gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy, đảm bảo sẽ mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Canh Dần trong tháng 12 âm lịch, và chắc hẳn là quý vị cũng đã phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào.